Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, kế đến là đơn của anh Dũng ạ. Vâng, anh đặt bên Zika Audio một đôi loa chép bãi JBL bãi Mỹ. Vâng, cũng chỉ 600.000 một đôi thôi ạ. Vâng, 600.000 một đôi. Vâng, anh Dũng, trước đây anh có lấy bên em một đôi loa JBL đôi loa BOB 850. Và bây giờ anh đặt cho mình một đôi chép rồi JBL đây ạ. Vâng, anh Dũng nhé, bên em cũng để đơn của anh sang đây ạ. Vâng, bên em test. Vâng, bên em cũng đang test cho anh ạ. Vâng, cái dòng này nó chống cháy rất tốt nhá. Nó có như cái tụ cản để xử lý những cái giải âm cao, nó gây cháy chép, nó được hỗ trợ rất tốt. Và có cuộn cảm để xử lý như tần số cao để cho cái chép nó được trong trẻo. Vâng, cái dòng này thì bên em cũng giới thiệu rất là chi tiết ở một video rồi ạ. Vâng, đây là em bên em test lại sự ổn định, hoạt động tốt thì bên em bắt đầu gửi cho anh Dũng. Vâng, đây là cái dòng này có thể đấu trực tiếp từ đằng sau đẩy hoặc đằng sau ôm ly các băng nhá. Hoặc đằng sau là đấu vô tư ạ. Vâng, phải cảm tí ạ. Vâng, đặc biệt cái dòng này nó được thiết kế một cái màng phản xạ âm thanh rất hay, cho tiếng chép nó được êm, có sự sắc bén nhưng nó không bị gây chói tai. Vâng, em bật to lên tí cùng trải nghiệm ạ. Không sợ cháy các bác nhá, tụ là cái chép này nó không bao giờ sợ cháy. Thiết kế rất đặc biệt, chỉ dòng bãi JBL này mới có thôi ạ. Và công suất của nó là 100W. Đây, quay phía sau đây ạ, bên em đang test cẩn thận. Và em thì đấu trực tiếp đẩy đấy ạ. Vâng, là sau đẩy luôn đấy ạ. Vâng, anh Dũng nhá, hiện tại bên em đang test cho anh rất là ổn định. Vâng, sau đây xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng. Vâng, tôi cùng chúc anh Dũng và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công trong công cuộc sống. Tôi xin chào anh Dũng, hẹn gặp lại.